Thưa quý vị, ở Quảng Trị, trong khi nhiều trường học thầy và trò phải học tập và giảng dạy trong tình trạng tạm bợ, thì lại có nơi trường lớp được xây dựng khang trang, được đầu tư với số tiền lên tới hàng tỷ đồng nhưng lại bỏ hoang. Điều này khiến nhiều người không khỏi xót lòng. Trường hợp được khán giả Bùi Ngọc Vũ có số điện thoại 0166 3 số cuối 861 nhắc tới dưới đây là một ví dụ. Ngôi trường tiểu học được đầu tư xây dựng khang trang này nằm ở khu tái định cư Tây Triệu Phong, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, bị bỏ hoang suốt 5 năm nay. Năm 2001, dự án di dân tránh lũ lên vùng tái định cư Tây Triệu Phong được thực hiện. Trong đó, trường tiểu học gồm 5 phòng học, diện tích 424m², được xây dựng, bàn giao cho địa phương quản lý vào năm 2010. Với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, ngôi trường được xây dựng hiện đại, sạch đẹp, phục vụ cho việc dạy và học cũng như sinh hoạt. Tuy nhiên, 5 năm trôi qua, ngôi trường lại rơi vào cảnh hoang hóa, cỏ dại mọc vào tận hành lang. Nơi đây còn trở thành chỗ cho gia súc phóng uế, người dân xả rác thải bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Do bị bỏ mặc lâu năm không sử dụng, một số hạng mục như đèn điện, quạt gió bị hư hại, tường, hành lang bị nứt nẻ,